Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra chỉ đạo công tác chống dịch tại Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp về kế hoạch chuẩn bị giám sát năm 2022. Hôm nay hơn 1,4 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến Bình Dương kiểm tra chỉ đạo công tác chống dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Quốc tế BKMX, thành phố Thuận An. Là bệnh viện tư nhân nhưng khi dịch bùng phát, bệnh viện đã tự nguyện chuyển thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phụ trách chỉ đạo, hiện đang cứu chữa cho 270 bệnh nhân. Trao đổi với Thủ tướng, các bác sĩ đang tham gia điều trị tại bệnh viện khẳng định, việc thay đổi chiến lược chuyển từ điều trị tập trung sang vừa tập trung vừa phân tán, điều trị ngay từ cơ sở những ca có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, còn tuyến trên tập trung điều trị các ca nặng là rất đúng và trúng trong bối cảnh hiện nay. Nếu không tăng cường điều trị tại xã phường sẽ gây quá tải cho tuyến trên. Bên cạnh đó, muốn giảm tử vong, phải phát hiện F0 sớm, phải chạy chữa từ xa, từ sớm, phân loại từ cơ sở. Tuy nhiên, xã phường phải có đủ oxy, thuốc, một số trang thiết bị y tế thiết yếu. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại đây, trong đó có nhiều bác sĩ đã về hưu, tình nguyện tham gia chống dịch, hoàn ngành việc huy động y tế tư nhân tham gia điều trị, xét nghiệm, tiêm chủng. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương khi biết thông tin có 3 điều dưỡng dù dương tính với COVID-19 nhưng vẫn tình nguyện ở lại điều trị, hỗ trợ cho các ca F0 khác. Qua hệ thống bộ đàm, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, động viên các điều dưỡng này. Tặng quà động viên cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện, Thủ tướng mong các y bác sĩ tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ cơ sở, đồng thời luôn sẵn sàng điều trị COVID-19 và các bệnh khác cho nhân dân. Sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo việc đang thiếu nhân viên điều dưỡng, Thủ tướng yêu cầu Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xem xét xử lý ngay. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 27 tháng 8, Bộ sẽ điều thêm 6 điều dưỡng tình nguyện từ Hà Nội và hỗ trợ tại Bệnh viện Quốc tế BKMX. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã đến thăm nơi quản lý và điều trị các trường hợp F0 thuộc tầng 1 của tháp điều trị đặt tại trường tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở này đang điều trị cho 412 trường hợp F0, trong đó có khoảng 30% có triệu chứng nhẹ, số còn lại có triệu chứng nặng hơn. Tổng cộng, cơ sở đã điều trị cho hơn 1.200 bệnh nhân, trong đó 90% đã khỏi bệnh, 10% do chuyển biến nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Các bác sĩ điều trị tại đây cho biết, việc thực hiện chiến lược lấy xã phường làm pháo đài đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi đưa dịch vụ y tế tới gần người dân hơn, nhanh hơn và thân thiện hơn. Điểm đến thứ ba trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới là chợ Đông Phú, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Đây là nơi tập kết lương thực thực phẩm để đóng gói làm túi quà an sinh. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, khi tăng cường giãn cách xã hội, các xã phường phải đáp ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân. Ngoài các gói quà an sinh phát đến tận tay người dân, cần tiếp tục triển khai mô hình đi chợ hộ cho những gia đình có nhu cầu. Tại đây, đoàn kiểm tra tiếp tục đến một khu nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Như chuyến kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng tiếp tục kiểm tra khả năng đáp ứng của các đường dây nóng về an sinh y tế của các xã phường. Thủ tướng đề nghị người dân gọi vào các số điện thoại địa phương cung cấp, yêu cầu hỗ trợ y tế và gói an sinh. Trước việc người dân gọi tới lần thứ tư mới có người nhấc máy, Thủ tướng yêu cầu địa phương chấn chỉnh ngay, phải có người trực 24/24 giờ để tiếp nhận các cuộc gọi, để người dân gọi nhiều lần mà không có ai bắt máy hoặc máy bận là chưa đáp ứng tốt. Sau đó, Thủ tướng tiếp tục tới thăm khu cách ly, điều trị F0 đặt tại trường tiểu học Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Cơ sở này đến nay thu dung gần 1.000 F0, trong đó có trên 700 người đã khỏi bệnh về nhà. Trao đổi với các bác sĩ, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu y tế phải đến với người dân nhanh nhất và sớm nhất. Điểm đến thứ 6 trong chuyến kiểm tra của Thủ tướng là công ty Sài Gòn S-Tech tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Công ty hiện đang triển khai sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ với 2.000 giường cho công nhân. Thủ tướng trực tiếp kiểm tra nhà máy, dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử của doanh nghiệp. Nhiều công nhân cho biết họ rất ủng hộ mô hình 3 tại chỗ, dù hơi bất tiện về sinh hoạt nhưng bảo đảm được chuỗi cung ứng sản xuất, bảo đảm thu nhập và đặc biệt được bảo vệ an toàn hơn khi ở nhà. Sau khi đi thăm một số cơ sở điều trị, khu dân cư và doanh nghiệp ba tại chỗ, 11 giờ trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với gần 100 điểm cầu là các phường, xã đang chống dịch tại Bình Dương. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các phát biểu của đại diện Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần mỗi phường xã, nhà máy là một pháo đài tập trung chống dịch. Từ đó, Thủ tướng yêu cầu tuyên truyền để người dân hiểu rõ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định giãn cách đã được ban hành. Xã phường là pháo đài thì xã phường phải quán triệt đến tận người dân.
kêu gọi người dân đấy, tham gia hưởng ứng và động viên nhân dân thực hiện, đấy, giải thích cho nhân dân hiểu và để góp phần thực hiện cái giãn cách thật nghiêm. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các xã, phường phải bảo đảm an sinh cho người dân, không để người dân đứt bữa, bảo đảm an ninh trật tự và đáp ứng mọi yêu cầu y tế của người dân. Chúng ta phải tăng cường cái năng lực y tế cho xã, phường. Các ông chí đã làm tốt, hôm nay tôi đi kiểm tra hai cái nơi. Đầu tiên là thu dung của cái phường đấy, nhưng mà bây giờ trở thành là cái trạm xá lưu động. Mà cái trạm xá lưu động này thì nói như đồng chí giáo sư Lân Hiếu ấy, là phải tăng cường cái oxy, tăng cường các thiết bị y tế, tăng cường các cái khả năng năng lực đáp ứng ngay cho người dân tại cái xã phường này. Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định đặt mục tiêu đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường trong điều kiện mới từ ngày 15 tháng 9. Đồng thời, tỉnh Bình Dương cũng đề nghị chính phủ hỗ trợ giải quyết một số khó khăn vướng mắc về nhân lực y tế, trang thiết bị y tế, vaccine và thâm hụt ngân sách để công tác chống dịch hiệu quả hơn. Tại nhà Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho việc triển khai hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, gồm giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Hai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 2016 đến ngày 1 tháng 7 2021 và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ cho ý kiến bước đầu vào dự thảo kế hoạch đề cương các chương trình giám sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phạm vi rộng, do đó phải xác định rất rõ mục đích, yêu cầu của từng chuyên đề giám sát, từ đó xác định được phạm vi, đối tượng và lĩnh vực trọng điểm phải tiến hành giám sát. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đoàn giám sát phải hết sức linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Đối với từng chuyên đề giám sát, những vấn đề nào vừa qua đã có giám sát, có báo cáo rồi, thì tận dụng kết quả này và yêu cầu các cơ quan báo cáo bổ sung, cập nhật, chứ không phải là chạy lại từ đầu. Đồng thời cần phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, có đầu mối chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sẽ có một số điểm khác biệt so với thông lệ trong triển khai giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này. Cụ thể, đoàn giám sát sẽ quyết định thành phần, sự tham gia của các chuyên gia là đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ngành. Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở xem xét báo cáo của các cơ quan, đoàn giám sát sẽ chủ động lựa chọn cơ quan, địa phương cụ thể để đi giám sát. Có sự phối hợp tham gia giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội. Các mốc thời gian trong kế hoạch không được ấn định cụ thể như trước đây và được dự kiến căn cứ theo quy định tại quy chế tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội về thời hạn gửi báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cho ý kiến chi tiết về dự kiến kế hoạch, phạm vi, nội dung, tiến độ của từng chuyên đề giám sát. Các nội dung này sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại phiên họp tháng 9 tới. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Cùng sự buổi làm việc có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được đề cập trong luật căn cước công dân năm 2014, đã được Quốc hội khóa 13 thông qua. Từ tháng 3 năm 2020, Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo lực lượng công an từ trung ương tới cơ sở thực hiện hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đến tháng 7 năm 2021, hai dự án đã hoàn thành. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư với gần 100 triệu thông tin dân cư được quản lý tập trung, được nuôi sống hàng ngày từ cơ sở bởi gần 4,5 vạn cán bộ chiến sĩ công an tại các xã, phường, thị trấn trong cả nước, bảo đảm luôn đúng, đủ, sạch, sống.
Đây là bộ dữ liệu đặc biệt quan trọng giúp Đảng, Nhà nước nắm chắc tình hình dân cư, phục vụ hoạch định các chiến lược, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Đặc biệt trong thời gian qua, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác phòng chống dịch COVID-19 góp phần quản lý chặt chẽ, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng, cũng như phục vụ việc triển khai các gói hỗ trợ bảo đảm an ninh xã hội được nhanh chóng, chính xác nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra sâu rộng. Việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là một xu thế tất yếu. Đại hội đồng của AIPA lần thứ 42 vừa mới họp 3 ngày vừa xong. 22, 23, 24 thì Brunei người ta cũng chọn cái nước chủ nhà, người ta cũng chọn chủ đề về chuyển đổi số. Và ngay trong cái điều kiện đang dịch đang bùng phát như thế này cũng là một cái chất xúc tác để mà đẩy mạnh cái việc này. Mà ngay chuyển đổi số này cũng là một cái chủ đề mà được các nước rất quan tâm trong cái việc mà áp dụng cái công nghệ, áp dụng cái khoa học công nghệ lần thứ tư này để mà hỗ trợ cho công tác phòng và chống dịch. Và nhất là cái việc mà phát triển kinh tế hậu đại dịch. Khẳng định cơ sở dữ liệu dân cư là tài sản quốc gia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần quản lý, sử dụng và phát huy tối đa giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ kinh tế xã hội đất nước theo tinh thần nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các bộ, ngành, ủy ban nhân dân địa phương khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để kết nối, tận dụng những thông tin đã có, bảo đảm tránh lãng phí, đồng thời nhấn mạnh bên cạnh việc phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, cơ sở dữ liệu về dân cư phải nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân được tốt hơn. Cần nghiên cứu triển khai các ứng dụng để khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ được hưởng những tiện ích do khoa học công nghệ mang lại thông qua việc cải cách các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân, đến doanh nghiệp, giảm tối đa phiền hà, lãng phí về thời gian, công sức, chi phí xã hội trong thực thi các cái nhiệm vụ, các cái thủ tục. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng những nỗ lực đổi mới, quyết tâm của các cấp, các ngành trong xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực, hưởng ứng ủng hộ và quan tâm giúp đỡ để chúng ta tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia. Luật điện ảnh sửa đổi cần có cơ chế thúc đẩy, vận hành điện ảnh như một ngành kinh tế. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại phiên họp mở rộng Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội thẩm tra sơ bộ dự án luật điện ảnh sửa đổi diễn ra vào sáng nay, ngày 27 tháng 8. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu quan tâm tiếp tục thảo luận và lưu ý về một số vấn đề. Theo đó, cần nhìn nhận điện ảnh ở hai góc độ, là một loại hình nghệ thuật, phải bảo đảm các yêu cầu về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, và là một phần của ngành công nghiệp văn hóa, đòi hỏi phải có cơ chế thúc đẩy vận hành điện ảnh như một ngành kinh tế, tuân theo các quy luật thị trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Luật khi ban hành phải phục vụ tốt yêu cầu về sự tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền sáng tạo, hưởng thụ giá trị văn hóa, nghệ thuật của người dân và cộng đồng. Dự án luật cần đặt ra vấn đề xây dựng nền điện ảnh Việt Nam, hội nhập quốc tế cũng như khuyến khích phát triển thị trường điện ảnh trong nước. Bên cạnh đó, rà soát các quy định thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, nhất là liên quan đến thẩm định, cấp phép phân loại phim, xuất khẩu phim, nhập khẩu phim, phát hành phim, cấp phép đối với liên hoan, giải thưởng, cuộc thi phim. Trên tinh thần phải đổi mới, thông thoáng hơn, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, khuyến khích toàn xã hội tham gia phát triển điện ảnh. Xin được chuyển sang tiểu mục quyết thắng đại dịch. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chi tiết sẽ có ngày sau đây.
32 ca dương tính mới ghi nhận tại thành phố Hà Nội tính đến chiều ngày 27 tháng 8, bao gồm 18 ca trong cộng đồng và 14 ca trong khu cách ly. Như vậy, tính từ 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có 2.874 trường hợp dương tính. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến ổ dịch tại huyện Nông Cống, tính đến sáng nay đã có thêm 18 trường hợp trên địa bàn tỉnh mắc COVID-19. Trong 18 trường hợp này, có 16 trường hợp là người dân tại huyện Nông Cống, 2 trường hợp là học sinh lớp 1 tại huyện Như Thanh, tiếp xúc với cô giáo mắc COVID-19 trước đó. Như vậy là từ chiều ngày 24 tháng 8 đến sáng ngày 27 tháng 8, đã có 28 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch này. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đang bổ sung các đội phản ứng nhanh, huy động Trung tâm Y tế các huyện, hỗ trợ huyện Nông Cống trong công tác truy vết và lấy mẫu xét nghiệm, nhằm tách các ca F0 ra khỏi cộng đồng một cách nhanh nhất. Còn tại Quảng Ngãi, những ngày vừa qua, ngành y tế liên tục phát hiện nhiều chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng và chưa xác định được nguồn lây. 3 chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại các huyện Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi với 16 ca bệnh, truy vết được gần 900 trường hợp F1 và 1.200 trường hợp F2 liên quan. Hiện tất cả các trường hợp đã được cách ly tập trung theo quy định. Ngành y tế và công an tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực truy vết để khoanh vùng và xử lý mầm bệnh. Sáng nay, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã thành lập 100 tổ lấy mẫu xét nghiệm và 2 tổ lưu động tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho hơn 380.000 người trên địa bàn thành phố. Thành phố quyết tâm sẽ hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm trước ngày 2 tháng 9. Ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 608 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 908 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca tử vong. Thưa quý vị, tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương tầm soát các đối tượng vừa rời khỏi các khu cách ly tập trung trong vòng một tuần trở lại đây, ngay sau khi địa phương này xác định có sự lây nhiễm chéo ở khu cách ly T5 và một số trường hợp đã phát bệnh ngay tại nhà. Sự quá tải và quản lý lỏng lẻo là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo ở khu cách ly T5 Thừa Thiên Huế. Điều đáng ngại hơn cả là đã có nhiều trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại đây, lúc về nhà đã phát bệnh. Sau khi nắm được sự việc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho tầm soát toàn bộ số người từng cách ly tại đây và quyết tâm kịp thời ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan sâu và rộng trong cộng đồng. Sau khi xác định 3 ca dương tính với COVID-19 tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc và Thượng Long, huyện Nam Đông đều thuộc nhóm đối tượng vừa hoàn thành cách ly y tế tập trung tại khu T5, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho tiến hành tầm soát toàn bộ số người đã rời khỏi khu cách ly này trong vòng một tuần. Kết quả đã sàng lọc được 30 trường hợp dương tính với COVID-19. Số người này đều đang trong giai đoạn cách ly, giám sát tại nhà ở các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế. Giờ chúng này thì chúng tôi đã cơ bản ra soát. Tuy nhiên tình hình diễn biến nó cũng đang rất là phức tạp. Trong thời gian tiếp tục vài ngày tới thì giao trách nhiệm với chính quyền địa phương đi kiểm tra các tình hình cách ly tại nhà của các công dân sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tại khu cách ly tập trung để có cái biện pháp giám sát một cách chặt chẽ hơn, đặc biệt là phải nắm được cái tình hình dịch tễ của các công dân có khả năng có những yếu tố liên quan đến cái diễn biến dịch bệnh phức tạp trong cái thời gian tới. Sau khi có kết quả xét nghiệm của các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm đang được giám sát y tế tại các khu dân cư, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định thực hiện giãn cách cục bộ ở cấp độ hộ, nhóm hộ, khu dân cư theo chỉ thị 16 tại một số địa phương và cho giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tại một số địa phương có ca nhiễm nhiều yếu tố dịch tễ phức tạp, đồng thời tiến hành thay đổi toàn bộ cán bộ quản lý khu cách ly để tiến hành kiểm điểm. Khoảng 5 giờ sáng nay, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có trường hợp hai vợ chồng đến khai báo với tổ công tác xin qua chốt để đi bệnh viện do người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 có triệu chứng sinh non. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Thiếu tá Trương Huy Dũng, trưởng công an xã Láng Lớn đã sử dụng xe ô tô cá nhân nhanh chóng đưa thai phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hương, giám đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, thai phụ mang thai 28 tuần, thai nhi nặng hơn 1 kg, có dấu hiệu sinh non nên cần phải chăm sóc đặc biệt và sau khi sinh em bé phải được chăm sóc trong lồng kính. Hiện sản phụ này đã được cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Thiếu tá Dũng đã hỗ trợ 3 triệu đồng, đồng thời vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho thai phụ, tổng số tiền là 11,5 triệu đồng để trả viện phí.
Thưa quý vị, hai lô vaccine AstraZeneca thứ 10 và 11 gồm hơn 1,4 triệu liều trong hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều vaccine COVID-19 giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế vừa về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên trong cùng một ngày, AstraZeneca chuyển liên tiếp hai đợt hàng với số lượng vaccine lớn nhất từ trước đến nay về đến Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tiến độ thực hiện hợp đồng, đã mang về cho Việt Nam gần 8,2 triệu liều vaccine COVID-19. Vaccine của AstraZeneca hiện chiếm khoảng 64% nguồn cung vaccine trên cả nước. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 25 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại từ các nguồn cơ chế COVAX, hợp đồng VNVC mua, Bộ Y tế mua và viện trợ của các chính phủ. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia Bộ Y tế đã chấp thuận kết quả giữa kỳ pha 3A vaccine Nanocovax chuyển hồ sơ sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Hiện hồ sơ dữ liệu đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bộ Y tế để xem xét trước khi Bộ Y tế có quyết định cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine Nanocovax. Hiệu quả bảo vệ của vaccine Nanocovax theo một số chuyên gia có thể tương đương với nhiều vaccine COVID-19 khác trên thế giới, trong đó với biến chủng Delta đạt khoảng 75%. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thông tin hỏi đáp, giải đáp thắc mắc của nhiều khán giả, đặc biệt là những bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà, đã gửi đến cho chúng tôi qua địa chỉ email quyếtthangdaidich2021a@gmail.com. Thưa chương trình, những dấu hiệu sức khỏe nào mà F0 điều trị tại nhà phải lưu ý để cần tới sự trợ giúp của y tế kịp thời? Đối với những người thuộc diện F0 điều trị tại nhà, khi có những dấu hiệu sau cần báo ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Khó thở, thở hụt hơi, chỉ số oxy trong máu giảm thấp hơn 95%, mạch nhanh hơn 120 nhịp một phút hoặc dưới 50 lần một phút, huyết áp tụt xuống thấp, đau tức ngực thường xuyên, bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường, thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, rất mệt, mệt lả, trẻ quấy khóc, co giật. Không thể uống hoặc bú kém, giảm, ăn kém, nôn ở trẻ em. Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống, sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, ngón tay chân sưng phù, nổi hồng ban. Mắc thêm bệnh cấp tính, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Gia đình tôi hiện đang có một cháu điều trị COVID-19 tại nhà. Xin được hỏi chúng tôi sẽ được điều trị bằng loại thuốc gì khi cách ly tại nhà? Ngày 26 tháng 8, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà. 7 nhóm thuốc cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. 1. Thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol, thuốc cân bằng điện giải dung dịch Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác, thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, vitamin tổng hợp B1, B6 và B12, vitamin C có thể bao gồm kẽm, vitamin D, thuốc sát khuẩn hầu họng, natri chloride, dung dịch 0,9% hoặc viên pha nước muối, thuốc kháng virus sử dụng theo đề cương nghiên cứu lâm sàng được Bộ Y tế phê duyệt hoặc theo thông tin tờ hướng dẫn sử dụng thuốc sau khi thuốc được cấp phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam, thuốc chống viêm corticosteroid đường uống, thuốc chống đông máu đường uống. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đưa ra hướng dẫn 5 bước theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại nhà, trong đó có hướng dẫn đối với cộng đồng, người nhà và bản thân người bệnh. 5 bước theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Bước 1. Đối với cộng đồng, nhận biết các triệu chứng của COVID-19. Các triệu chứng điển hình của COVID-19 như sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác, đau cơ, đau đầu. Các triệu chứng nặng bao gồm khó thở, không thể ra khỏi giường hay tự chăm sóc bản thân, đau ngực, hoa mắt, chóng mặt lờ đờ. Bước 2. Đối với người bệnh, tự chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi trong phòng riêng, thông thoáng khí hoặc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước, luôn đeo khẩu trang y tế, dùng paracetamol khi hạ sốt, đau mỏi cơ, đau đầu. Bạn hãy tư vấn với nhân viên y tế liều lượng và khoảng cách giữa các liều. Đồng thời, có thể chườm mát, lau người bằng nước ấm để hạ sốt. Bước 3. Đối với người bệnh COVID-19 và người nhà, bảo vệ những người sống cùng. Luôn giữ khoảng cách với người khác, ở trong phòng riêng nếu có thể, thông thoáng khí. Nếu không có phòng riêng, F0 hãy tự giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác sống trong nhà. F0 và tất cả mọi người trong nhà cần luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nhau. Sử dụng riêng các đồ dùng ăn uống, sinh hoạt,
Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay khô. Bước 4. Dùng máy đo nồng độ oxy đối với F0 điều trị tại nhà. Đảm bảo bạn biết sử dụng máy đo đúng cách. Nếu không biết cách sử dụng, hãy hỏi nhân viên y tế để được hướng dẫn. Hãy dùng máy để kiểm tra nồng độ oxy 3 lần một ngày hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. 5. Theo dõi nồng độ oxy rất quan trọng đối với F0. Bất kể nồng độ oxy của bạn là bao nhiêu, nếu bạn thấy khó thở, không thể ra khỏi giường hay tự chăm sóc bản thân, đau tức ngực hoặc bạn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, hãy gọi ngay cho nhân viên y tế để được hỗ trợ. Nếu nồng độ oxy trên 94%, hãy tiếp tục theo dõi nồng độ oxy của bạn. Thưa quý vị, khi nhắc đến niềm tin, có thể nhiều người thường cho rằng đó chỉ là một cách nói văn hóa. Nhưng không phải vậy, hai từ niềm tin đó đã được cụ thể hóa khi Việt Nam bùng phát đợt dịch thứ tư với nhiều ảnh hưởng nặng nề trên mọi mặt. Nhiều tỉnh thành đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 kéo dài. Tuy nhiên, những quyết sách của Quốc hội, Chính phủ trong tình hình này đều nhận được sự ủng hộ từ người dân. Đợt bùng dịch thứ tư bắt đầu từ 27 tháng 4. Trong lúc dịch bùng phát mạnh, Hà Nội vẫn tổ chức thành công kỳ họp Quốc hội thứ nhất của Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã bổ sung nội dung phòng chống dịch COVID-19 vào nghị quyết của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, trao quyền mạnh mẽ hơn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo điều hành phòng chống COVID-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện các giải pháp cấp bách như mệnh lệnh thời chiến, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyền quyết định áp dụng các biện pháp đặc biệt có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan. Như chúng ta được biết, nếu thực tế khi mà áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ý, có những biện pháp nó sẽ vượt qua ngoài quy định pháp luật hiện hành. Chính vì vậy, cái việc Quốc hội nhanh chóng mà quyết sách như thế, đây là một sự hiện sự quyết tâm rất cao cũng như là sự nhạy bén rất cao của Quốc hội trong cái việc là cùng với toàn dân trong việc phòng chống dịch và đặt cái trách nhiệm, đặt cái lợi ích của người dân lên trên hết. Vừa qua, tại cuộc họp của Tổng Bí thư với các lãnh đạo chủ chốt về chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trên tinh thần thống nhất, các lãnh đạo chủ chốt giao Thủ tướng Phạm Minh Chính là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo thống nhất xuyên suốt công tác phòng chống dịch. Điều này đã tạo nên sự an tâm, tin tưởng đối với nhân dân. Việc sát sao với công tác chống dịch tại các cấp địa phương cho thấy quyết tâm cao của người đứng đầu Chính phủ. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo đảm an sinh để người dân yên tâm ở nhà theo chỉ thị, ai ở đâu ở yên đó đã trở thành một biểu tượng cho niềm tin. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam sẽ nhanh chóng chiến thắng đợt dịch này. Việc thực hiện giải pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, trong đó có 19 tỉnh thành phía Nam, có thể được coi là giải pháp cực chẳng đã. Tuy nhiên, đây là một sự lựa chọn, bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khống chế được dịch bùng phát trong cộng đồng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các tỉnh thành đã thể hiện sự quyết tâm cùng với Chính phủ trong việc thực hiện biện pháp này. Đây chính là niềm tin của họ vào các quyết sách của Chính phủ, của các cấp lãnh đạo. Những hình ảnh tương trợ cộng đồng, tỉnh tương trợ tỉnh, người dân tương trợ người dân trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cho thấy niềm tin của người dân vào việc này, đây là điều nhất định phải làm. Ngoài những nỗ lực của Chính phủ, các cấp bộ ngành lãnh đạo các tỉnh trong việc đảm bảo an sinh xã hội, an dân, để người dân yên tâm thực hiện nghiêm, chặt, đúng yêu cầu, thì những tấm lòng người dân dành cho nhau thể hiện sự tương trợ đó. Tại thời điểm quyết định đưa lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh khẳng định là cố gắng cái trận này, quyết tâm cao là trận cuối, quyết tâm cao nhất là trận cuối. Bởi vì nếu sau trận này mà nó còn chưa có thành công á, thì không biết chúng ta sẽ nâng cấp nó lên như thế nào. Trước hết chúng ta thống nhất như thế này, chúng ta chống dịch chống như thế nào đó mà hạn chế cái mức thấp nhất cái thiệt hại, ảnh hưởng cái an sinh xã hội, ảnh hưởng đến người dân. Thì có nghĩa là chống dịch nhưng mà phải an dân. Thực tế chứng minh, những ngày vừa qua, những điều thành phố Hồ Chí Minh đang làm và sự trợ giúp của quân đội, công an khiến người dân hoàn toàn yên tâm, cố gắng cho trận chiến cuối cùng này. Rất là biết ơn mọi người vì
để tận tâm phục vụ người dân. Chiến dịch tiêm vaccine diện rộng cũng được tập trung ưu tiên tại các điểm dịch nóng để người dân yên tâm và vững tin, cũng là quyết định lớn mà chính phủ yêu cầu Bộ Y tế triển khai nhanh chóng. Đây không chỉ là chiến lược lâu dài mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xóa bỏ vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, nhanh chóng đưa người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, cuộc chiến chống dịch của chúng ta không chỉ cho đợt dịch lần thứ tư này mà còn là kinh nghiệm cho công tác chống dịch sau này khi COVID-19 vẫn đang là vấn đề lớn của thế giới. Tuy nhiên dù khó khăn đến đâu thì niềm tin của nhân dân chính là điều quyết định đến chiến thắng. Chính phủ đã nỗ lực cải thiện và làm điều tốt nhất cho nhân dân để nhân dân yên tâm, tin tưởng, từ đó đồng hành cùng chính phủ, cùng chính quyền các cấp nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Vâng, và những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.